Đây ông mình muốn mời luôn lên. Thì các anh Trần Siêu hiện nay không có camera, anh chờ trong một phút xem mời luôn, luôn còn ở đây thì luôn ok đi. Không thì em sẽ mời anh Trần Siêu và hoặc là anh Linh. Muốn mời luôn lên vì là luôn là những người mà trong cuộc tham gia cái cuộc biểu tình vừa rồi á. Trời, anh Trần Siêu làm sao? Đời thứ ba, xin giới thiệu các bạn đây luôn, hiện nay là đời thứ ba của coi như là ông nội đúng không, rồi là ba là Việt Nam Cộng Hòa, đến luôn nữa thì vừa rồi thì luôn cũng tham gia cái cuộc biểu tình đấy, thì bây giờ coi như là có những cái điều hôm trước luôn nói rồi thì bây giờ những có điều có thể nó luôn nói lại, và những cái gì mà luôn chưa nói thì hôm nay luôn nói cho tất cả anh em ở đây. Rồi anh xin mời. Thứ nhất, tôi chào tất cả anh em trong diễn đàn ngày hôm nay, và chào anh Mến. Và những gì tôi nói ở đây là không biết anh chị em trong diễn đàn đây có nghe rõ không ạ? Rõ, rất rõ luôn. Rõ thì ok. Thì trước khi tôi vào cái cuộc thảo luận và cái bình phẩm ai đúng ai sai và cái xã hội hiện đại quá hay là đang thụt lùi như thế nào về kinh tế hay mọi mặt dân dân và dân dân, thì tôi muốn nói nếu các anh chị cảm thấy lời nói tôi sai hay điên khùng vớ vẩn hay muốn phán xét tôi chứ nào cũng được, ok đúng rồi, đấy là cái cứ suy nghĩ của mình. Lên Bình Thạnh đúng rồi. Cứ lên quận Bình Thạnh gọi vào số điện thoại 0933 877 159, tôi sẵn sàng tôi đáp ứng anh chị hết. Nếu anh chị dùng bạo lực, tôi sẽ bạo lực với anh. Còn nếu anh chị muốn hội nhóm, tôi hội nhóm với anh. Còn bây giờ vào cái cuộc thảo luận ngày hôm nay, phải nói cho rõ hơn. Đừng dùng hai từ ba que nữa trong cái cuộc diễn đàn này. Rồi bây giờ này luôn này, anh xin lỗi luôn một tí. Thì bây giờ anh giải thích như này này. Hiện nay cái bọn chống cộng cực đoan ở bên kia ấy, nói chung là luôn đấy, xem ví dụ như ở những cái kênh ở bên kia nó chửi nhân dân để chửi tất cả các thứ một cách ấy, thì bọn anh gọi tắt như thế để cho nó tiện thôi, chứ còn không có cái ý nghĩ miệt thị một cái gì cả. Đúng rồi. Đúng rồi, anh nói thì đúng, nhưng mà em nói đây là trong cái diễn đàn ngày hôm nay rồi, là chúng ta thẳng thắn trao luận, thảo luận đúng rồi. Và sai. Ok. Và cái phải và cái sai lầm. Còn á nói á, còn nói nè, nếu mà tôi vô con đường đấu tranh này á là mới bắt đầu khai chiến là tôi đã già rồi. Là bên pha lê tha lưng, các anh các chị mọi người nếu mà vào những xem những cái cuộc diễn đàn của pha lê tha lưng trước đã nêu rất nhiều 500 anh em thầm lặng là những tôi đây rồi rút cuộc rồi sao quay mũi giáo lại đẩy tôi lên một chút nhém nữa là những anh em tôi và tôi lên mây lên núi ở rồi. Trời, em theo gì Thanh luôn, theo còn luôn. Đây, nói là nói tôi làm được những gì trong lúc mà cái diễn đàn mà lúc mà anh mời em lên á, em nói chuyện á, mấy anh kia nói làm những việc gì, thử nêu lên, đúng không? Thì hôm nay tôi nói nè, xưởng cái kho hàng tàu cộng ở các lái á, tụi tôi nè. Bữa nay tôi dường mặt ra là mấy anh chị cũng đã hiểu nha. Những gì có liên quan tới Trung Quốc là tụi tôi làm. Ok. Ok. Được chưa? Rồi. Giờ là tôi trả lời cái những cái câu hỏi cái hồi kỳ rồi của anh gì lên đó nói là làm được những gì. Tình yêu. Thì tôi nói. Còn á nói dân chủ cội và mọi dân chủ thật. Đúng rồi. Dân chủ thật á là tụi tôi đây. Đúng. Không có nhận bất cứ cái tài trại chợ nào, bất cứ của ai. Tại vì chúng tôi yêu nước, yêu người dân Việt Nam, yêu những người đói khổ của cái đất nước này. Tôi mới dùng dãy tôi chống lên. Tôi muốn phá vỡ một cái xiềng xích bất công trong xã hội. Đó là những anh em tôi, là cái định hướng á, là muốn tốt đẹp cho cái đất nước Việt Nam. Ok.
thương dân, thương đồng bào, thương dân tộc. Tôi mới lên theo tiếng gọi của con tim mình mà chống. Còn dân chủ cội họ chỉ dùng, nói thẳng ra có nhiều người bị quan tưởng về cái truyền thông, như một cái diễn đàn gọi là quan tưởng về điện thoại đó, muốn cho mình nổi tiếng, muốn cho dân chúng biết à, ta là diễn đàn, ta đây ta lên ta nói đây để là như một ca sĩ gì đó, anh hiểu không, nổi tiếng chứ không phải là cái sự yêu nước. Ngày hôm nay á, tôi lên đây, tôi trường mặt lên đây là để mà nói lên hết tất cả là các anh biết rồi. Các anh các chị đều biết là tại sao tôi lên. Tôi lên để tôi phân biệt được giữa hai bên. Nói hòa giải hòa hợp. Tại vì sao? Việt Nam cũng hòa, cũng là người Việt Nam. Đúng. Cộng sản cũng là người Việt Nam. Cũng là máu đỏ da vàng hết. Chờ trước vào cái lập luận của mấy anh nói á, không có bắt Việt vào trong miền Nam nữa thì không có giải phóng thì làm sao có ngày hôm nay. Thì đây tôi nói đây là có lẽ là hơi đụng chạm tí. Đó, tôi xin lỗi trước. Rồi cứ nói như có những ví dụ như cái điều gì nó không ấy nắm thì nếu mà nói á, giải phóng, xin lỗi, nếu mà nói giải phóng cho ai? Giữa miền Nam và miền Bắc, giải phóng cho ai? Giải phóng miền Nam hả? Lúc đó đó, miền Nam á, nói thẳng về cái nguồn kinh tế tài nguyên á, nó ăn uống cũng gọi là nó xa xỉ. Đừng nói hai tiếng giải phóng, nói là thống nhất đất nước, đó là chuẩn nhất. Đúng rồi, thống nhất đất nước, mình nói là thống nhất đất nước. Gom về một mối. Đúng rồi. Gọi là thống nhất đất nước. Đúng. Chứ đừng nói hai tiếng giải phóng, nói giải phóng cho ai? Giải phóng cho người nào? Phải lập luận, phải nói cho đúng. Đúng. Đó là cái lời đầu tiên tôi nói. Ừ. Còn thứ hai, đây tôi nói đây, những anh lên truyền thông, nếu thật sự á, lên truyền thông nói đúng, nói thẳng, nói thật, tôi á, hoan nghênh, tôi chấp nhận, tôi phục. Còn lên truyền thông nói ba láp ba xàm, nói này kia nọ để kích động thêm. Đúng rồi. Mà làm thêm cái xáo trộn thêm. Tôi không cần biết á, là bên bên tụi tôi, bên bên dân chủ của tụi tôi, hay là bên hay là lên bên truyền thông gọi là yêu nước đó. Đúng rồi. Là kia nọ đồ phân xét rồi bảy người này rồi kích dục người kia, tôi không muốn. Nếu lên truyền thông này, làm ơn, nói thẳng, nói thật, nói đúng cái lương tâm, nói đúng cái suy nghĩ của mình, nói đúng một cái gọi là chính trị thật sự, thì tôi hoan nghênh, tôi chấp nhận bất cứ anh em nào nói là bị an ninh giờ tới, hay là công an này kia nọ là chi luồng chi sát gì đó, cái đó là tôi tính chính lại là không có, bản thân tôi đây. Mà tới ngày hôm nay tôi vẫn còn như vậy. An ninh chỉ mời lên làm việc. Tại vì nói thẳng ra, những nhà nước mình á, nó đâu có ưa gì Tàu Cộng đâu. Nó không ưa. Chẳng qua mình vì cái nguồn kinh tế, nguồn tài lực của Việt Nam mình nó đúng rồi, hẹp. Chính xác. Và nó còn đang khổ. Đúng, đúng thì nên trên cái sự vay mượn. Thôi, hoặc là mình hợp bản tác thân làm anh xin lỗi luôn, anh nói cho anh 30 giây, anh nói như này này, không có kẻ thù nào là kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích của dân tộc là lợi ích thôi. Dù mình không có ưa Tàu Cộng, nhưng mình là làng hàng xóm láng giềng của thằng Tàu bây giờ, thì mình phải quan hệ nó tốt để mình coi như là làm ăn để kinh tế của những người dân phát triển lên, như thế là ok rồi, đúng không? Chứ mình không thể mang cái thù hận mãi mãi được. Ví dụ mà ngày xưa thằng Pháp chẳng hạn, thì mình không bao giờ mình thù thằng Pháp hoặc thằng Nhật. Đấy, bây giờ coi như thôi mình quên những cái đi, để mình cùng nhau hợp tác, mình cùng nhau phát triển kinh tế để cho coi như dân coi như càng ngày càng giàu lên. Đấy, theo ý anh là như thế. Rồi, ok, mời em. Còn anh nói thì chuẩn. Ừ. Em nói đây, nói
Nếu mà nói nó nếu mà nó giết, không phải là Trung Quốc nó giết mình, mà Đúng. chính là người mình giết người mình đó. Chính xác. Mấy anh đó ham những cái đồng tiền nhỏ nhặt, ham những cái lợi trước mắt mà hại mọi người. Mang đồ độc của Trung Quốc vào. Đúng. Mấy anh á nghe Trung Quốc bỏ ra như một vạn như là được 36 triệu tiền Việt Nam đó, cái nói là mấy tấn đĩa ùa nhau đi nuôi đĩa, nuôi đĩa xong Trung Quốc nó chơi vố, nó không mua, nó không thu mua, đổ ra ngoài con kinh con rạch bờ sông, thậm chí là những cái đồng cái lúa, người rốt cuộc sao chúng ta chịu, chúng ta chịu chứ ai chịu, có phải là người mình giết người mình không anh? Chính xác, do cái những người dân Rồi không á, hiểu biết, người tham lợi nhuận nhiều khi đấy. tiếp theo á là cái là nói là ốc bươu vàng, ùa nhau đi nuôi ốc bươu vàng rồi xong Cắn lúa bản thân mình chết thì không nói, ra bản thân mình chết thì mình không nói đúng rồi, xin chào anh đại binh. mà suối mà cho tất cả mọi người cùng ôm nhau chết đó, đó đó là cái lợi trước mắt của những người ngu xuẩn đó, trong nước Việt Nam mình đó, ham cái lợi trước mắt mà giết đồng bào đó. Cái là cái tới tới phiên tiếp con trâu, bà mẹ nó nguyên nó giết hết nguyên trâu để nó lấy cái đầu thôi à, Trung Quốc á, rồi ùa nhau cái cũng làm thịt hết, rồi rốt cuộc rồi sao, kinh tế tài nguyên tự tự bản thân mình giết mình, coi cái đầu cái não của những người Việt Nam mình đó. Có nhiều người ham cái lợi, để ham cái lợi trước mắt để mà lo Đúng cho rồi. gia đình mà hại đồng bào, Đúng rồi. cái mấy người đó là gọi là ngu xuẩn nhất. Tôi đây tôi là tôi chửi thẳng đó, còn nếu mà người nào cảm thấy á, ok thích, nhưng mà tôi nói trước nha, lên gặp tôi á, một khi mày gặp tôi là chỉ là có chỉ còn xỉa thôi á, chỉ là máu và máu, tại tôi là người xã hội, còn tôi không có gom chung những anh em tôi, bản thân tôi nè là người xã hội thì tôi nói bản thân tôi thôi, Đúng. chứ tôi không dám đưa mấy anh lớn hay là những người trong xã hội ra mà nói chuyện ha. Trước khi vào một cái cuộc thảo luận là tôi nói là cái vấn đề này là mấy anh em có phải đúng không, đúng phải người là người mình giết người mình đó. Đúng Trung rồi. nó không cần giết, Trung Quốc nó dùng cái đầu, Đúng rồi. nó dùng tại vì nó có tài nguyên mạnh, nó có tiền, nó bung ra nó muốn tự bản thân Việt Nam mình giết Việt Nam mình chứ nó đâu cần giết. Thì nói chung là mình phải cái dùng cái đầu đối Mà phó lại người nó dân thôi, mình không có hiểu ra, đúng rồi không có hiểu ra thì thấy cái lợi thôi, thấy cái lợi tao có tiền tao nuôi gia đình tao mấy miệng ăn ăn được sung sướng thôi, rồi rút cuộc rồi á, rồi nó rút chân lại, nó đưa cái mũi giáo á, rồi lúc đó rồi á cái lợi trước mắt không thấy mà thấy mình ngậm bồ hòn mình đó, mình hại người khác. Thì hỏi mấy anh có nghĩ tới không? Còn á, bây giờ tôi vào cái vấn đề chính nè. Việt Nam Cộng Hòa đã kết thúc cơ trị trong lòng dân 20 năm rồi. Mấy anh chị ở bên truyền thông 43 năm em ạ. của Việt Nam Cộng 43 Hòa, năm. Việt Nam Cộng Hòa và bên Bắc Việt của miền Nam, miền Bắc, cả miền Trung. Đây tôi nói đây á, cái thời ngự trị của Việt Nam Cộng Hòa đã kết thúc rồi. Giờ các anh hay là mọi người, nếu thực sự thương người dân, yêu dân, mấy anh có lòng hảo tâm 5-10 ngàn, 2 ngàn cũng được, chứ không cần 50 ngàn, 2 ngàn cũng được, gom cái số lại một của ít lòng nhìn, gom lại
chia sẻ những mảnh đời khó khăn cơ nhở, đau khổ hơn. Mấy anh mấy chị có cái tình thương thật sự, đừng khui lại những cái quá khứ xác chết lớp lớp, máu chảy đành sông, đã qua rồi, giờ các anh khui lại để làm cái gì? Chết thêm hả? Chết nhiêu đó chưa đủ hả? Người Việt Nam mình chết nhiêu đó chưa đủ không? Muốn chết thêm một phân nửa dân số nữa thì mới gọi là ok phải không? Mới gọi là chuẩn hay sao? Cuộc chiến tranh đã làm hơn 2 triệu người Việt Nam chết trong vòng 20 năm. Các anh các chị ở Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng là một cái thành viên, tôi cũng là một người Việt Nam Cộng Hòa thế hệ thứ ba. Tôi nói nè, giờ các anh các chị đồ Việt Nam Cộng Hòa dám cam đoan, người nào dám cam kết với tôi á, nói á, một khi Việt Nam Cộng Hòa tái lập lại á, nói không có sự bất công, không có sự đổ máu, không có sự xiềng xích hay tội ác hay là giật dọc, hay là không có những người trong xã hội như chúng tôi nữa, ok, tôi nói là tôi dám hứa với các vị á, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này á, sẽ sụp đổ ngay. Họ sẵn sàng họ bước xuống cái danh vọng, cái chức quyền của họ để cho các vị nắm. Nếu các vị, nếu mà các vị nắm mà không được thực thi như vậy á, thì các vị sẽ nghĩ thì các vị sẽ như thế nào? Không là đem cả gia đình của các chị đem ra xử bắn hả? Hay là đem ba đời tổ tông của tất cả anh em chúng ta hả? Đi chết. Chúng ta hiện tại bây giờ phải suy nghĩ lại. Còn nếu mà nói cái thời nào cũng có người chết mới có cái mới tồn tại, thì tôi xin, tôi mong những anh chị Việt Nam Cộng Hòa, những cô bác Việt Nam Cộng Hòa suy nghĩ lại những lời tôi nói. Tôi không phải là vì sống ở trong nước Việt Nam rồi biết biết nhìn nhận cái sai lầm của mình quay đầu lại, không phải à. Thằng này đâu chờ sợ chết đâu. Đời người chết có một lần à, chết sao có ý nghĩa. Nếu đủ má ta chết với cái giữa thằng Trung Quốc đó, ta cặp nó ta chết á, ok, vinh vai, về cho đất nước Việt Nam. Còn mà vô đem Việt Nam mình nhá, vào một cái ngõ cục, một cái ngõ tối, rồi hại dân chúng đó, đó chết nhục đó. Đó thật sự là chết nhục đó. Tôi mong cả hai bên tham thảo và suy nghĩ lại những lời tôi nói. Còn đấu tranh hả? Mới bắt đầu khai chiến mình đã thua rồi, những anh em dân chủ. Các anh có từng nghĩ không? Sim Viettel, Sim Mobi, Sim Vina. Các anh nghĩ các anh ở trong nước Việt Nam, các anh xài cái mà những cái mạng truyền thông của Việt Nam, các anh gọi cho ai, các anh làm cái gì, bộ 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 bên cục bộ an ninh công an mình biết hết. Họ không biết, họ không nhận ra hả? Những cái cuộc nói chuyện của các anh như thế nào họ nắm hết, chứ không phải họ không nắm mà họ làm lơ. Để làm gì? Thứ nhất, họ muốn đánh vào đầu của thằng Trung Quốc, biết rằng toàn bộ dân chúng Việt Nam, những máu đỏ da vàng người Việt Nam là không chấp nhận thỏa hiệp và đồng tình cho Trung Quốc lãnh đạo cái đất nước Việt Nam này. Nói thẳng luôn, cái đầu của thằng Trung Quốc á,
nó cho Việt Nam vay tiền á, không phải là nó thương dân Việt Nam Nam mình, mà nó muốn lấy cái đồng tiền đó nó đè Việt Nam mình, nó rồi á nó muốn á sau một thời gian đó, từ 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 dần dần nó thâm nhập vào trong trong cái Việt Nam mình á, nó muốn thái quá người Việt Nam mình. Thứ nhất là nô lệ cho nó, thứ hai á là cái nhân bản của người Việt Nam mình không còn, là sống cuộc sống máu lạnh á. Còn cái thứ ba nữa là nó muốn từ từ đồng hóa người Việt Nam mình, đó là hướng đi của thằng Trung Quốc, các anh có hiểu không? Còn á, còn á, những ông lãnh đạo Việt Nam mình á thừa biết điều đó chứ không phải là không biết, họ thừa biết nhưng mà họ lấy cái đồng tiền đó để về. Một có một chút số số lãnh đạo tôi công nhận là nói về tham nhũng, tham quyền hành, có một số người á vì cái đó mà bức ép dân, nhưng mà một số ít thôi các bạn à, chứ không phải là tất cả những lãnh đạo là đều là như vậy đó. Rồi á mấy ông này á lấy đồng tiền về xây cầu phóng đường để làm cái gì, để cho mấy ông nội của ổng ăn hả, hay là để cho con cháu ổng hưởng hả? Kính thưa không phải, để cho dân chúng chúng ta được đi được á, được thông dụng. Nói thẳng ra nói nếu mà cái về về mà cái mặt về mà khoa học á, Anh xin lỗi ngành em một tí. Bây giờ này, cái công sự có cái công trình ấy ở mà thành phố Hồ Chí Minh, mà nói chung là anh nói luôn cũng hiểu nhà luôn ở Bình Thạnh, thì đấy là cái kênh Nhiêu Lộc Thượng Hà, toàn bộ do Trung Quốc đầu tư. Em thấy giờ cái đường Hoàng Sa Trường Sa, cái kênh ấy có trong sạch mà có đẹp không? Đấy, thì nói chung là mình coi như Trung Quốc đầu tư đấy là mình trả tiền Trung Quốc thôi. Đấy, đấy là kênh Nhiêu Lộc Thượng Hà nhé, là toàn bộ do Trung Quốc đầu tư theo theo anh được biết. em nói đây để em cắt nghĩa phân tích hết rồi lúc đó mọi người sẽ hiểu hơn, là em nói đây là cái hướng đi của Việt Nam mình, là mấy ông lãnh đạo họ thừa biết, hỏi á mấy ông lãnh đạo Việt Nam mình nó muốn Mỹ muốn Pháp hay muốn Anh hay muốn Na Uy đầu tư xây dựng cái công trình của Việt Nam mình trả nổi không, Giá thành dám trả nó nổi không? giá thành nó đắt quá. Cho nên á Việt Nam mình mới chơi với Trung Quốc, chơi với Trung Quốc nói thẳng là người tám lạng kẻ nửa cân thôi, mày lợi dụng tao cái này tao lợi dụng mày cái khác, còn nếu mà mắc nước Việt Nam xin lỗi không mắc nổi, đã có bản đồ trên thế giới là không bao giờ mắc nổi. Còn nếu chúng ta những anh em ở dân chủ cảm thấy á lấy cái hiệp định Paris để lấy lại cái quyền sinh sát của Việt Nam Cộng Hòa, kính thưa không thể, tôi nói rồi kính thưa không thể, không thể có điều đó xảy ra được đó. Còn á các anh cảm thấy mà nói hiệp định Paris mà có thể lấy lại cái quyền sinh sát của Việt Nam Cộng Hòa, các anh làm đi, nhưng mà đừng kêu những người trong nước nữa để họ làm ăn, để họ đừng có quan tưởng vào cái điện thoại để mà lung lay cái không biết cái tình hình đất nước Việt Nam là như thế nào rồi sẽ đi về đâu, rồi ta chết rồi sao. Tôi nói mấy anh mấy chị mấy cô bác trong nước nè, chết chúng ta cùng chết hết, trong khoa riêng mấy duyên riêng gì mình anh mấy vị chết đâu, mấy vị đừng có sợ, không lẽ mấy vị chết rồi rồi gia đình con cái vợ con của mấy ông lãnh đạo ấy chó ngậm mà. Hay là nô lệ của ông Tàu hả, họ cũng muốn bảo vệ cái ngôi nhà của họ, họ cũng bảo vệ người thân của họ,
cũng đứng lên chống trả chứ không cho không không có buông xuôi. Từ lúc vô vậy, từ lúc thống nhất đất nước, ông bà cha mẹ ăn bo bo chưa đã hả các vị, ăn phai mì phai lang, ăn rễ cây chưa đã hả, hay là bây giờ các vị là muốn muốn tái lập lại? Các vị ở bên nước ngoài sống một cái nhân quyền nhân bản nhân văn, rồi các vị muốn cho tụi tôi, cho những người đồng bào ở trong nước là trở về là thời ăn lông ở lỗ nữa hay sao? Dạ, khóc bằng không phải là bằng nước mắt nữa mà khóc bằng máu nữa hay sao? Quá. Cho nên cái gì cũng có một điểm nhấn và cái gì cũng có một thời hết trơn, một thời vàng kim đã qua thì thôi, ta để cho nó ngủ yên đi. Còn nếu anh chị đấu tranh Cộng Hòa như tôi, nếu anh chị có lòng vì người dân Việt Nam, vì con dân Việt Nam, vì những người đau khổ, hãy gom tay gom chân xây dựng lại cái đất, xây dựng cái đất nước này, đất nước Việt Nam này của chúng ta lên bằng người ta. Đó là các anh các chị yêu nước thật sự. Còn nếu các anh các chị lên truyền thông, lên diễn đàn mà muốn cho mình được nổi tiếng, ở ta đây yêu nước, ta đây này kia nọ, để người ta vào trong cái form, vào trong cái diễn đàn xem mình nói, để mình được nổi tiếng như một ca sĩ, như một diễn viên, bỏ đi, dẹp đi, đừng kích động nữa, để cho người dân Việt Nam ở trong nước làm ăn đi. Bản thân tôi đâu có lên diễn đàn. Lúc mà tôi bắt đầu khai chiến, tôi núp như một con chó. Những anh em tôi á, sống bờ sống bụi, thậm chí vô rừng á, vô rừng cao su á, núp cho trỏng á, ăn mì tôm. Nếu mà nói mà nói cho hay, nói cho đúng hơn á, tôi có hai người em trong đời tôi á, vào một cái cuộc kháng chiến, vào một cái cuộc là dân chủ, gọi là để mà giành quyền lợi cho người dân á, tôi quen biết hai người em. Một người á là hiện giờ đang ở Đắk Lắk, còn một người đang ở quận 10 Sài Gòn nè. Một người đó tên là Yên Hương, nick Facebook. Lúc tôi ở trên đó, những anh em tôi trên đó thậm chí mà muốn gọi để mà gọi cuộc gọi để cho anh em có tiền để mà gọi cuộc gọi trong gia đình hỏi thăm, điện thoại cùi bắp á, để mà điện hỏi thăm gia đình như thế nào, hay là hỏi coi công an có về chào chi luồng chi quét hay là như thế này thế nọ không. Nó xin lỗi, cái máy tôi không có tiền. Yên Hương tài trợ cạc đó là mà không cần phải hoàn lại. Đó mới thật sự yêu nước đó. Yêu nước đó, yêu nước, yêu anh em đó, yêu đồng bào đó. Vì cái nghĩa quên thân đó. Để cho chúng tôi có cái gọi là gọi cuộc gọi cho gia đình, hỏi thăm gia đình. Rồi, xin lỗi anh hỏi luôn một tí. Cái thời gian ấy mà bọn em đi ấy, mà cái con Thanh Luân ở bên kia nó cứ hứa hẹn gì bọn em, nó hứa gì không? Có chứ. Có. Nó hứa như thế nào? Ở đây kể cho bà con biết này, lần đầu tiên á, nói là chúng tôi đi vào trong cuộc này á, tôi không cần họ hứa hẹn, tôi chỉ cần họ chỉ nói là ngày thống nhất đất nước là nó sẽ người dân không còn mảnh đời khổ nữa và không có sự bất công xiềng xích. Và đồng thời á, họ đang liên kết với quân đội của Việt Nam Hoa Kỳ, người Việt Nam
Lương Xuân Việt lãnh đạo à. Chủ chốt à, Lương Xuân Việt, thiếu tướng Lương Xuân Việt lãnh đạo những quân đội là Hoa Kỳ hỗ trợ quân lực cho để bảo vệ bên luôn đứng mạng. Mình sợ thế chắc có cuộc gọi điện thoại. Người ta lừa phỉnh bằng những cái lời nói, mà ví dụ những người nào ví dụ là người ta cái sự hiểu biết ấy nó người ta không chuẩn một tí. Rồi. Rồi anh mời luôn lại. Rồi. Rồi ok. Ok, để tí để em cắm sạc vô cái đã. Rồi ok, được rồi. Đây là những người trong cuộc, vâng, người ta kể chuyện lại cho anh em mình hiểu. Đó. Vâng. Tại vì cái gì? Tôi đi là tôi đi và tôi kéo những anh em tôi á. Đi là vì cái gì? Vì thương đồng bào mình. Vì thương những người nghèo. Vì thương á, những người á, mảnh đời á, bất hạnh. Tôi mới vào trong cái cuộc nội chiến này để được cái gì à, cho anh hỏi một tí nữa, cái thời gian đấy khi mà bọn em làm cái ấy đấy, bọn em chỉ là nghe cái chỗ mà dưới nghe Thanh Luân hoặc là ở bên kia có những người nào mà liên hệ với nhóm bọn em hay chỉ có mỗi mình con Thanh Luân Thanh Lương và gọi là anh Hai á. Anh Hai, anh Hai đang ở trong nước, nó là nói là rồi. Cũng là sĩ quan quân lực của Mỹ . Về Việt Nam này kêu gọi anh em . Nhưng mà thực tế anh Hai thì anh Hai mà bọn em ở sau cuối cùng bọn em có biết cái anh Hai mà là ở cái quân đội Mỹ ở Việt hiện nay đang ở Việt Nam không? Bọn em có biết không? Biết. À, bây giờ biết là chúng tôi cũng đang chi lục nè. À, rồi ok. Dạ, lúc mà tôi nhận ra được, trước khi tôi vào trong cái cuộc chiến này á, tôi đi một vòng Sài Gòn và Đồng Nai, Biên Hòa, các tỉnh, các nơi. Tôi đi, đúng thật sự là người dân Việt Nam mình á, có những người á, nằm lang thang đầu đường xó chợ vì cái hoàn cảnh khổ. Và đồng thời á, có những anh công an gọi là không có quan lớn ở đây, ta là chủ, ta là vua, ép bức người dân, có những thành phần như cho thế. Nên mới cho nên á mới có tâm vào một cái suy nghĩ của tôi á, của tôi và những anh em tôi á, là quá bất công, là do những thằng nụ má mặc áo công an á làm bậy á, như là một con sâu mà làm sầu nồi canh đó. Đúng rồi. Nói là như vậy đó. Và tôi đi ra tới ngoài Quảng Ninh, tôi và mấy anh em tôi ra tới Quảng Ninh, qua tới Trung Quốc, đi vô tỉnh Phúc Kiến, xác định lại cái lá cờ Việt Nam một lần nữa. À, xem có phải là lá cờ là Phúc Kiến không, đúng không? Là tôi mới vào cái cuộc chơi này hay không? Kính thưa các bạn, tôi qua bển, đúng. Lá cờ của chúng ta hiện tại và lá cờ tỉnh Phúc Kiến nó tương đồng giống nhau, nhưng mà màu sắc và ngôi sao là khác biệt. Thì lá cờ mà giờ nếu mà ngày xưa nếu mà không dùng cái lá cờ đó, giờ tôi để hình mặt trăng nè, đây là cái lá cờ của Việt Nam nè, được không? Đó là cái biểu trưng
biểu gọi là biểu tượng trưng tự cho tự xưng một đúng cái họ cho một rồi cái cuộc kháng chiến cho một dân tộc, nói tóm lại cái lá cờ tượng trưng cho một dân tộc đó thì phải hiểu chứ, chứ không phải là tôi xô bồ mà tôi khơi đủ mẹ tôi khai chiến với công an để làm cái gì, tôi được cái gì đi. Và đồng thời trong lúc tôi khai chiến, tôi không có đánh phá bất cứ một người nhà dân nào hay làm hại một bất cứ một ai. Những cái gì những anh em tôi đương đầu, những xưởng tàu, những men tàu là những cái gì gọi là Trung Quốc là chúng tôi nã, tôi không cần biết. Tại vì nói thẳng ra tôi không phải là tôi sợ cho tôi, mà tôi và anh em tôi muốn gìn giữ cái đất nước Việt Nam này. Tôi không cần phải nổi tiếng, bản thân tôi đâu cần nổi tiếng. Nếu mà tôi có giọng hát hay tôi lên tôi làm ca sĩ, nếu tôi nếu tôi có một cái thiên tài thiên phú gọi là lãnh đạo hay là một cái chức quyền gì đó, nó là khác nữa. Tôi chỉ là người dân cơm áo gạo tiền mà sống, mà cách sống của chúng tôi không phải như các anh các chị mà làm công sở. Tôi cũng làm, mà tôi làm đây tôi lấy xương lấy máu lấy đôi tay của tôi ra coi một cái quán bảo kê, một cái khách sạn hay là một cái gì gì đó, gọi là giành giữ cái sự yên bình cho họ để kiếm cái đồng tiền, chứ không phải là những người như như chúng tôi á, là những cái thành phần nó gắt gửi trong cái xã hội. Nếu mà nói gắt gửi trong xã hội là những cái thành phần những cái đầu óc sâu bọ chỉ biết lấy lợi cho mình mà hại người khác đó. Tôi rồi chúng tôi đi 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 vào cái cuộc chiến này được được cái gì, bán xe bán tất cả, thậm chí bán vật dụng điện thoại của mình để làm cái gì. Trong cái cuộc chiến này chưa có ai tài trợ, không có một người trong nước hay là không có một người ngoài nước tài trợ, mà chúng tôi vẫn làm là vì cái gì, vì yêu các bạn, yêu dân tộc, yêu đồng bào mình. Chúng tôi mới vào trong cái cuộc chiến này để được cái gì, cuối cùng không được gì hết. Tới lúc mà kết thúc, tới lúc mà tôi nhận ra được, tôi nhận ra được á là cái sự đối lập hai chiều hướng, tôi suy xét đúng và sai, thì tôi mới nói mình vào cái cuộc chiến này đúng hay sai, ai phải ai quấy. Mấy anh em tôi ra với Hoàng Linh qua tới Trung Quốc đi vô tỉnh Phúc Kiến, và đồng thời trong lúc tôi khai chiến tôi không có đánh phá bất cứ một người nhà dân nào hay làm hại một bất cứ một ai. Những cái gì những anh em tôi đương đầu, những xưởng tàu, những men tàu là những cái gì gọi là Trung Quốc là chúng tôi nã, tôi không cần biết. Tại vì nói thẳng ra tôi không phải là tôi sợ cho tôi, mà tôi và anh em tôi muốn gìn giữ cái đất nước Việt Nam này. Tôi không cần phải nổi tiếng, bản thân tôi đâu cần nổi tiếng. Nếu mà tôi có giọng hát hay tôi lên tôi làm ca sĩ, nếu tôi có một cái thiên tài thiên phú gọi là lãnh đạo hay là một cái chức quyền gì đó, nó là khác nữa. Tôi chỉ là người dân
cơm áo gạo tiền mà sống. Mà cách sống của chúng tôi không phải như các anh, các chị mà làm công sở. Tôi cũng làm, mà tôi làm đây tôi lấy xương, lấy máu, lấy đôi tay của tôi ra coi một cái quán, bảo kê một cái khách sạn hay là một cái gì gì đó, gọi là dành giữ cái sự yên bình cho họ để kiếm cái đồng tiền. Chứ không phải là những người như như chúng tôi á, là những cái thành phần gắt gửi trong cái xã hội. Nếu mà nói gắt gửi trong xã hội là những cái thành phần, những cái đầu óc sâu bọ, chỉ biết lấy lợi cho mình mà hại người khác. Đó. Tôi rồi chúng tôi đi 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 vào cái cuộc chiến này được được cái gì? Bán xe, bán tất cả, thậm chí bán vật dụng điện thoại của mình để làm cái gì? Trong cái cuộc chiến này chưa có ai tài trợ. Không có một người trong nước hay là không có một người ngoài nước tài trợ. Mà chúng tôi vẫn làm. Là vì cái gì? Vì yêu các bạn. Yêu dân tộc. Yêu đồng bào mình. Chúng tôi mới vào trong cái cuộc chiến này. Để được cái gì? Lúc vua không được gì hết. Tới lúc mà kết thúc. Tới lúc mà tôi nhận ra được. Tôi nhận ra được là cái sự đối lập. Hai chiều hướng. Tôi suy xét. Đúng và sai. Thì tôi mới nói. Mình vào cái cuộc chiến này. Đúng hay sai? Ai phải ai quấy? Khơi làm gì cái quá khứ? Tại sao không đương đầu với cái hiện tại? Nếu chết, đâu phải mình nên. Mình hay gia đình mình chết đó. Chết chết hết. Nhưng mà có chết nổi không? Có mất nước Việt Nam không? Kính thưa là không. Thằng Trung Quốc đó, ngày xưa đúng chúng ta có từng làm nô lệ 1.000 năm, nô lệ cho tụi nó rồi rút cuộc rồi sao nó cũng sách dép chạy dài, không đâu có đồng hóa được dân tộc Việt Nam, 1.000 năm không đồng hóa được đó. Tới lúc rồi cách đây một tháng, một chiến hữu, một đồng đội của tôi qua đời lặng lẽ. Anh em tôi đưa tiễn và người nhà đưa tiễn và bà con chồng xóm đưa tiễn, có người nào biết tới không? Có ai hiểu cho chúng tôi không? Cho tới lúc tôi bệnh tôi bị gục xuống, chấn thương đầu, bị sơ phổi, nằm bệnh viện gia đình rồi chuyển qua Phạm Ngọc Thạch. Xin hỏi lúc đó mấy anh chị dân chủ ở đâu? Và những người ở trong nước đó, gọi là tài nguyên, gọi là đại gia đó, cũng gọi là yêu nước rồi lên diễn đàn đó, ở đâu? Hay bản thân tôi đó, để gánh chịu đem cái hậu quả đó về cho gia đình và người thân, đem lại cái sự mất mát mà cái sự đau buồn cho họ. Tôi biết á, cái bản thân tôi, cái thời gian á, tôi không biết là tôi còn sống được bao lâu, tôi không biết. Nhưng mà tôi nhắn, chắc là tôi ra đi trước các bạn đó. Không, trông, bạn không phải là không đâu. Bạn cứ chữa bệnh như nó chung là khỏe mạnh thôi, trông còn khỏe lắm. Chứ thay vậy đó anh, bác sĩ nói em là người yêu nhất trong những người bệnh nhân á. Đó. Nhưng mà tôi muốn trong lúc tôi hiện hữu trong cuộc đời này, tôi còn tồn tại, tôi còn nói chuyện được, thì tôi muốn các anh các chị giữa hai bên dẹp cái quá khứ đi, cùng nhau xây dựng cái đất nước. Đúng. Và để cho chúng ta ngang bằng khắp năm châu, ngang bằng với người ta. Đừng có người mình giết người mình, người anh đá
tôi đấm anh, cuối cùng được được cái gì? Được cái tang tóc, được cái đau xót cho gia đình. Cái cảm nhận của các anh sẽ như thế nào? Chứ xin lỗi cho nói câu, yêu nước ai cũng yêu nước hết. Mình là con dân Việt Nam, mình là người Việt Nam thì đều có cái lòng nhiệt huyết yêu nước. Nhưng mà hỏi á, cái sự yêu nước đó là có phân biệt nha, thật và giả. Có một số anh em lên đấu tranh, họ muốn lên cái diễn đàn, lên một cái cuộc live stream để cho mọi người thấy ta sẽ nổi tiếng như ca sĩ gì đó, như một nghệ sĩ, lên nói để gu tai cho những người khác nghe. Còn những người dân, có nhiều người, xin lỗi tôi đây tôi nói hơi đụng chạm, có nhiều người không hiểu biết cái cuộc nội chiến giữa hai bên, gọi là bị chó hùa. Tổ hợp làm cái ô hợp lên, đâm ra nó có sự xào xáo trong cái nội bộ Việt Nam mình. Đó là những gì tôi chia sẻ. Còn những gì nè, tôi nói nè, còn những đề gọi là bắt bo đó, visa đó, cạc visa của Việt Nam mình đó, qua nước ngoài á mà không được quan nghênh, mà kiểu là khinh thường khinh bỉ á, cho đâu mà ra ha. Tôi nói là những đề này Rồi. do các anh các chị ở bên hải ngoại á, khinh rẻ người trong nước Việt Nam mình nghèo. Ta đây ở nước ngoài ta sung sướng, ta có tiền, còn những người mảnh đời cơ dở ở trong nước á, này kia nọ khổ cực, này kia nọ có một chút xíu gọi là mệt thị đó, là thứ nhất. Thứ hai á, rồi những cái thành phần chó má sâu bọ ở trong nước á, trộm cắp giật dọc của những người á ở nước ngoài qua du lịch, đem cái thiết Nam mình. Cho nên những cái khác nước tư bản họ có sự khinh ghẻ cái đất nước Việt Nam mình, thiếu văn hóa, thiếu một một cái lũ ô hợp sa bằng sa bộn, cho đâu mà ra, cho những con chó mà sâu bọ đó đó là do một cũng một phần lỗi cho các mấy anh mấy chị mấy cô bác ở nước ngoài, ở hải ngoại không hiểu được cái khổ, cái đau thương, mà cái nghèo khổ ở trong nước Việt Nam mà có sự biệt thị, đâm ra là cái passport, cái visa của chúng ta qua những cái nước tư bản đó, không được quan minh là như vậy đó. Có hiểu ra không? Chứ đừng nói tại vì tao là người Việt Nam mình á, tao thấy tao cầm bánh bon tao qua những cái nước khác đó, người ta có sự khinh rẻ, do đâu mà ra. Bây giờ người mình còn giết người mình còn 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 còn, còn đại chiến với người mình, tối sau người nước ngoài người ta có sự tôn trọng. Xin lỗi nha, nước Mỹ, nói nước USA, nước Mỹ á, nó vào cái cuộc tư bản, vào cuộc nhân văn á, vào một cái cuộc gọi 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 là nhân quyền nhân bản á. Các anh các chị ở bên đó, các anh các chị cũng thừa hiểu đổ biết bao nhiêu máu, bao nhiêu xương. Nó đại chiến á, nào da vàng, nào da trắng, nào da đen. Chết biết bao nhiêu người rồi mới có mới mới cái cuộc nhân quyền nhân văn luôn.
là nhân bản không? Đừng nói cô ba đúng, đồng ý rồi, cô ba là bỏ cộng sản, là hiện đại hóa, là gặp là vào cái cuộc là nhân quyền nhân văn cho người dân, là lên cái lên là lên không 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 còn là cộng sản nữa, là gọi là gọi, gọi là tư bản đó, tư bản đại là đại hóa tư bản chứ không phải là nói bỏ cộng sản, gọi là đại hóa tư bản, phải hiểu đại hóa tư bản là gì, là cộng sản lên cái tầm mới, lên cái tầm bước mới để mà thống hòa, để mà dung hòa lại người dân. Còn á, nếu mà nói về cộng sản nè, Việt Nam ta, Trung Quốc, Cuba và coi như Bắc Triều Tiên đi, Bắc Triều Tiên đó, các bạn biết gọi là cộng sản, còn chúng ta cũng là cộng sản, nhưng mà chúng ta hơn tầm tụi nó là cái gì biết không? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Các bạn biết cái từ chủ nghĩa là gì không? Đó là chúng ta đã đi 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 xa ba bước đường cộng sản hiện hành. Còn nếu mà nói về á, tôi chưa nói về Trung Quốc, tôi nói đây Bắc Triều Tiên á, các bạn á, nói thượng lưu là chỗ của thượng lưu, mà nghèo khổ là của nghèo khổ, chứ không được biết mảng mà lên, như là nhà sau là ở nhà sau chứ không được lên nhà trước. Nhà trước là chỉ có ông lớn là ở. Còn chúng ta xin lỗi nha, ở Việt Nam này nè, Sài Gòn cũng gọi là thượng lưu đúng không, Hà Nội cũng là thượng lưu đúng không, các anh các chị thử mặc một cái quần đùi, một cái áo gách, các anh vẫn bước lên trong xã hội bình thường, vẫn kêu một tô phở, một tô bún ăn bình thường, họ vẫn tiếp đón anh nào hoài. Còn những người còn nước của họ phân biệt giai cấp, các anh hiểu không? Còn đồ của họ phải mặc đồ trong nước của họ, mặc của những nước nước khác là thông đồng bán nước. Các anh các chị hiểu không? Hiểu điều đó không? Còn trong nước Việt Nam nè, xin lỗi nha, nè áo body quần jean, đồ của hải ngoại chúng ta mặc tự do, không ai có quyền phê phán, mà cũng không có ai quyền mà ghép tội thông đồng bán nước hay là như thế nào hết. Xin lỗi nha, cái thằng Triều Tiên á, những người dân á xài điện thoại của Bắc á, nghe gọi thông dụng mạng internet chưa có, có nhưng mà họ không cho sử dụng, không cho liên lạc chỉ bên ngoài. Còn Việt Nam này xin lỗi cho nó câu đụng mẹ chứ, nó đụng mẹ đụng má ai ai cấm, đó là cái lựa do của cái ngôn miệng của mình à, ai cấm đó. Thứ nhất, thứ hai xin lỗi nó câu á, iPhone 10 mới ra cái đập được 3 ngày, xin lỗi đã có Việt Nam, đã người có dân Việt Nam mình đã lụm rồi, đã có rồi đó. Còn nếu mà nói về mà nhìn xe, ok xin lỗi nha, không phải là người Việt Nam không muốn xài xe hơi, đường còn eo hẹp, kinh tế Việt Nam không có nên mới còn thông dụng xe với máy ô nhiễm này kia, nọ là khói bụi bịch, là các bạn phải hiểu. Tại họ nước ngoài á, nước Mỹ á, đường thống, kinh tế họ, tài nguyên họ có, nhân lực họ có, họ làm họ phóng ra. Nhưng mà các bạn biết họ làm bao nhiêu công trình đó, biết đổ biết bao nhiêu xác chết không, bao nhiêu xương máu không, mới được vậy không?
Còn Việt Nam chúng ta tài nguyên không có, năng lực không có, tài chính không có, làm cái chó gì, chỉ biết cái ngậm bồ hòn thôi. Rồi á, lúc kẹt xe đủ mẹ mấy công an này chỉ biết ăn á, rồi lấy xương máu của dân rồi á, rồi không lo đường xá, không lo cho người dân. Mình là trái lại, mình ngược quay một mẫu giáo lại, mình chửi ai cấm? Tại vì chúng ta đã vào một cái bước hiện đại quá thì nhân văn chúng ta từ từ đã đưa lên, thì cả hai bên, tôi không có Đúng binh bên nào mà tôi không có ghét bên nào, rồi. dung hòa chia sẻ, tôi nói đây Đúng. mà kết nối lại vòng tay nhân ái, kết lại vòng tay nhân ái để lại xây dựng cái đất nước mình. Nếu muốn Việt Nam mình hơn người ta, các bạn á, làm ở bển có tiền, có đồng tiền, ở trong nước làm có đồng tiền, tích lũy gom vào cái công quỹ đi để xây dựng đất nước, thì chúng ta lúc đó sẽ ngang bằng người ta. Nói chung là xin lỗi anh nói như này, dân giàu nước mạnh, mỗi một người dân có một cái ý thức tốt thì là xã hội tốt và đất nước tốt. Đấy, thì mình cố gắng, mình là những nhà người dân thì mình sẽ cố gắng làm những điều nhỏ nhặt ấy trước mắt đi thì xã hội nó sẽ tốt lên, đúng không? Đó, cái đó là các anh đã giúp cho những người nghèo rồi đó. Còn xin lỗi nói câu với Việt Nam mình á, các anh á, nói á, là Việt Nam chúng ta, tại vì tôi không có theo từng giai đoạn nữa, tại đây đoạn ở cái này câu một câu hai hay là câu nhất câu thứ hai tôi không cần đó. Tôi bây giờ là tôi gom từ từ khúc để tôi gấp lại, để rồi các anh sẽ hiểu, cả hai bên luôn sẽ hiểu là cái thông dụng của đất nước Việt Nam mình như thế nào. Tôi không thứ nhất nha, thứ nhất trước khi tôi mở lời á, là những anh ở hải ngoại á, gọi là Việt Nam Cộng Hòa như tôi nè, đừng có nói tôi là chó săn hay là chó bưng bô hay là này kia nọ, thậm chí cả các anh trong nước chăng nữa. Còn nếu các anh trong nước hay ở ngoài nước thích lên gặp tôi, ok, muốn gì tôi đáp ứng hết. Đời người chết có một lần, tôi sống sao có ý nghĩa. Còn á, nếu mà nói về nước tư bản á, người dân đóng thuế rồi xong trở về già họ nhận được cái lương thuế đó để bảo trợ bảo hồi dưỡng cho tuổi già, Cho Trần Tiến Đồng chờ đúng một tí không? xíu nữa. Rồi. Đúng không? Còn người Việt Nam ta đóng thuế mà người già chết chết luôn không đóng thuế. Xin kính thưa các bạn có hiểu không, những cái tiền thuế của các bạn đóng đó, xây dựng vào đường cầu cặp chiếc sông ngòi, thậm chí những cái tường thành chống lũ, còn đâu nữa mà lo ngược lại, lo ngược lại mà cấp dưỡng cho những người neo đơn tuổi già. Nhưng mà bù lại á, bù lại vẫn có nhà tình nghĩa tình thương, vẫn có trung tâm bảo trợ xã hội. Và đồng thời á, và có nơi để cư ngụ những người già neo đơn ở trung tâm đó. Chúng ta không có không không có bảo trợ và về về tài chính cho những người mà đóng thuế, tại vì những cái đồng tiền của chúng ta bỏ ra phải vào xây dựng cái đất nước, tại tài nguyên nhân lực của chúng ta yếu hay yếu kém đó. Nghèo mà đang từ từ ngấp ngấp bôi lên thì thiếu sót nhiều lắm. Còn á, nước ngoài á, tại vì đổ biết bao nhiêu công trình, bao nhiêu xây dựng, bao nhiêu đất nước, bao nhiêu xương máu mới có được đó, chứ không phải khơi khơi mà có đâu các bạn. Việt Nam của chúng ta giờ đang ngấp ngấp môi lên để được bằng người ta, thì tại sao á,
cái đất nước của chúng ta thời nào cũng có một thời thì thôi, có một chút xíu những người cấp cao lòng tham, họ có lòng tham, họ họ còn động đại trong cái tâm trí, trong cái tư tưởng, trong cái tim họ muốn lo cho người nhà hay thường sung sướng, ta lên lập được chuyện này muốn cho gia đình sung sướng, cái sự eo hẹp của họ, họ ích kỷ của họ, cho nên nó xảy ra những cái chuyện mà bất công. Thì sao chúng ta không á, dung hòa lại, hãy cho họ một cơ hội, bản thân chúng ta một cơ hội để dung hòa, để xây dựng một cái đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn, là một đại cường quốc. Sau này Nếu các đúng bạn không? Nói chung là những người nếu các dân bạn như làm mình được á, đúng không? nếu các bạn làm được á, ô tổ quốc Việt Nam là một đại cường quốc, một dân tộc Việt Nam là một đại cường quốc, đó là các bạn là thành công rồi. Lúc các bạn ra đi cũng ngậm cười vui vẻ để mà tội nguyện nằm yên trong lòng đất, con cháu của các bạn tự hào, ông cha ta hay ông cha, trước khi đi nghe, Không. bất cứ thằng công an nào, Ừ. bất cứ người dân nào kêu tôi ra và tôi hỏi trước nguyên nhân lý do là tôi phạm tội gì, phạm pháp gì, nếu bản thân tôi cảm thấy tôi sai, tôi là một một người cặn bã trong xã hội, ok, không cần tất cả mấy anh công an xử hay là những mấy anh cờ già, mấy mấy anh cộng hòa hay là mấy anh trong nước xử đâu, bản thân tôi vẫn xử được. Bản thân tôi nói tôi không có gì mà đời tôi nó đời tôi sống á, tầng tuổi này trăm phương ngàn đắng tôi đã nếm hết rồi, trải qua bao Rồi, nhiêu cái xương đắng của cuộc đời, hôm nay hình như có Sơn Tây ở đây này, có Sơn Tây. là tôi á, để là cái gì, là lúc tôi khai chiến tôi chống chống nhà nước đây nè, là vì cái gì, tôi vì người dân chứ không phải vì bản thân tôi, mà tôi không có nhận được đồng tiền nào hết. Tới ngày hôm nay tôi lên đây không phải tôi muốn được, tôi được nổi tiếng mà tôi muốn dung hòa, hiểu cái từ dung hòa, tôi muốn dung hòa cả hai nơi để thành một, để xây dựng một cái đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn. Đó là những gì tôi chia sẻ, tôi mong á, các anh các chị các cô các bác các chú nhận ra và đừng có mê muội mà cắm đầu vào cái điện thoại mà cứ tối ngày á, cứ nghĩ lo lắng cho cái đất nước Việt Nam này thiệt hay giả tôi không biết, mà cứ là gọi là cuồng điện thoại á, cuồng ảo tưởng á, để rồi á, làm cho cái đất nước Việt Nam này tới tan hoang ra. Các gì khổ không nói gì, mà lo gia đình của các gì khổ, mà lo những người thân, những người xung quanh các bạn khổ. Nếu mình nên các bạn làm những gì này mà các bạn chỉ có mình nên các bạn khổ, tôi không nói tới. Đó là những gì tôi chia sẻ và tôi muốn muốn mọi người á suy nghĩ lại những câu nói của tôi chân thành tôi cảm ơn là cái sự lên diễn đàn ngày hôm nay. Rồi, Còn rất nếu mà tôi có khỏe mạnh hơn nữa thì tôi sẽ lên, tôi sẽ nói nhiều hơn. rồi đấy rồi Mong câu đấy hỏi của các bạn. một rồi muốn đến một vào một cái chương trình nào đó thì mình sẽ mời luôn lên diễn đàn của mình. Thì hôm nay rất cảm ơn luôn, tức là nói lên cái suy nghĩ sự thực của mình. Đây là cái suy nghĩ có khả năng, chứ suy nghĩ ấy phần nhiều là đúng, cũng có một vài điểm ấy chẳng hạn, nhưng mà đó là cái suy nghĩ thực sự của mình. Thì nói chung là tất cả mọi người ở trên cái diễn đàn đàn này nói chung là đều cũng tiếp thu những cái ý kiến của luôn, và nói chung là cũng phải ví dụ là cũng không có gì phản đối cả nhá. Rồi mình cảm ơn luôn. Thì trong một cái chương trình nào đó thì là nếu mà sức khỏe của luôn có điều kiện thì mình sẽ lên, sẽ mời luôn lên cùng với mình để chia sẻ với anh em bạn bè trên diễn đàn này. Rồi, rất cảm ơn. Rồi, xin